Xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với channel của mình nhá. Thì mình là NTG Liên Quân đây. Hôm nay theo cổ bạn user D6BI, cùng với bạn user EI2ZX, cùng với bạn user MF3RI9 và bạn Bảo Gaming, chúng ta sẽ cùng nhau đến với vị tướng Nakroth ở trong mùa giải S3 2023 này nhá. Đùa chứ dạo này mình thấy là bắt đầu từ cái ngày mà YouTube cập nhật cái tên thứ hai kiểu như là A còng sau đó tên thì mình thấy là đọc tên anh em khó ra hẳn. Ngày xưa thì tên cũng rất là gọn thôi chứ bây giờ anh em nào mà không đổi tên thì YouTube nó tự đặt mặc định thì thực sự với anh em rất là dài. Và quay trở lại với trận đấu ngày hôm nay của mình thì chúng ta sẽ cầm vị tướng Nakroth và với lối chơi đi rừng ở rank kim cương. Đó tiếp nối trận hôm trước và vị tướng Ra phải trong trang phục gon nha anh em ở bên nick bạn Apollo. Đó và trong trận đấu này thì thực sự với anh em là mình cũng hơi quan ngại một tí. Đó ban đầu thì cũng vào chat vui vui là anh em cứ bích thoải mái đi, mình cầm Nakroth gánh cho. Đó thắng thì lên TV, sau đó mình còn ghi cả kênh YouTube của mình ra. Đó nhưng mà không ngờ gặp phải thằng Liều bích ngay Yosu đi top trong sự ngỡ ngàng của cả team. Bích xong Yosu rồi thì team mình cũng đề nghị là bạn S5 bạn ấy bích thêm một AD nữa để hủy trận. Nhưng mà S5 thì bảo là lâu lâu mới có dịp lên TV, thế nên là thôi. Chỉ cho có thế bích ngay Karisi và tiếp tục cái trận đấu này. Nói chung là đã lỡ bích rồi thì thực sự với anh em là hủy cũng không hủy được. Thế nên là chúng ta sẽ nhìn vào những cái mặt tích cực. Đó tích cực trong cái trận đấu này thì chắc chắn là team chúng ta 2 AD. Thế nên team bạn nếu muốn bắt AD thì cũng sẽ khó hơn. Đó bắt người này thì còn người kia. Và thứ hai là Elsu của chúng ta mới chỉ là Elsu đi top thôi. Chứ Elsu này thì cũng chưa chuyển hóa sai cảnh giới là đi rừng cầm chứng trị. Thế nên là chúng ta hoàn toàn thì yên tâm được. Đó Elsu nào thì mình cũng có thể tin trừ Elsu đi rừng. Đó và ở đầu trận thì chúng ta đánh Nakroth mình vẫn ưu tiên với anh em là một lối chơi kiểm soát nha. Đó chúng ta sẽ ra đây, nếu không ganh được thì cái việc kiên quyết của chúng ta là farm lính với team. Đó farm cùng một tí thôi, ít thì ba con lính, nhiều thì thêm cùng máu sau trụ và sau đó chúng ta sẽ đi ganh. Nói chung là team giúp mình bây giờ thì về late mình lại giúp team. Đó anh em hiểu chưa? Thế nên là khi chơi Nakroth này thì chúng ta sẽ không ngần ngại cái việc farm. Làm sao để có thể xanh nhất và đạt được cái ngưỡng vàng người ta gọi là chênh lệch nhất so với đối phương. Và Indro thì cũng đã xếp ở vực bùa đỏ rồi và mình cũng đang muốn cướp cái con bùa đỏ này. Không biết là cướp được hay không nhưng hiện tại tình hình là team bạn đã kéo 4 người vào đây rồi. Nói chung là không cướp được thì chúng ta lại chuồn chuồn thôi. Team bạn trận này thì đánh cũng rất là nhạy. Nó chỉ cần những cái tình huống mà chúng ta áp sát nhẹ ở khu vực của đỏ thôi là team bạn sẽ kéo rất là đông người vào để có thể cản phá. Và hình như đường dưới thì Elsu vừa ăn được cái con C ra. Chỉ cần tranh chấp được một cái pha như thế thôi thì gần như là cái độ uy tín của vị tướng Elsu trong trận đấu này chắc chắn nó sẽ được tăng lên rất là nhiều. Nó kể cả những cái pha sau bắn trượt nhưng mà nó cũng thành highlight. Đó và quay trở lại với vị tướng Nakroth thì đầu tiên đến với lối combo của vị tướng này. Mình cũng sẽ lướt qua một tí về bộ kỹ năng của vị tướng Nakroth nha anh em. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với nội tại thẩm phán oai nghiêm. Với chiêu thức này thì chính xác là nội tại này nha thì vị tướng Nakroth sau 4 đòn đánh thường, đòn đánh thứ 5 của vị tướng Nakroth sẽ hất tung. Và một cái nữa là mỗi khi anh em dùng chiêu của vị tướng Nakroth, đặc biệt là chiêu 1 và chiêu 2 thì vị tướng Nakroth sẽ được tăng 50% tốc đánh. Thế nên là ở giai đoạn đầu trận với vị tướng Nakroth này thì mình nghĩ là chúng ta không nhất thiết nhé phải lên bảng ngọc tốc đánh hay là lên quá là nhiều những cái set trang bị tốc đánh làm gì. Đó anh em chỉ cần dùng chiêu quái rừng và sau đó chúng ta giãn cách những cái thời gian này ra. Đó cứ gần quay hết cái thanh hồng ngọc bên dưới chúng ta lại kích hoạt chiêu thì gần như Nakroth sẽ được duy trì cái trạng thái tăng tốc đánh rất là lâu và chúng ta có thể farm quái rừng rất là tốt ở giai đoạn đầu trận. Còn đến với chiêu 1 bồi thẩm đoàn của vị tướng Nakroth. Với chiêu thức này thì vị tướng Nakroth sẽ kích hoạt 2 lần. Lần đầu nếu anh em kích hoạt trúng tướng địch thì Nakroth sẽ hất tung. Đó và lần 2 chỉ đơn giản là gây sát thương. Và hai lần này thì vị tướng Nakroth sẽ được có một khoảng cách lướt rất là xa. Và Alan đâu nhỉ? Mình vừa thấy nghen Alan ở quanh đây. À đây chính xác ở trong cái bụi này và chúng ta đây sẽ cách ra nha để ăn cái thanh niên Alan. Và đủ đam không? Đủ đam rồi nhưng bây giờ thì không biết là có chạy được hay không. Băng xương thì cũng cần hồi rồi và may mắn là chúng ta vẫn chạy được. Khi team bạn không để ý cái cánh bụi vừa rồi là chúng ta vẫn có những cái tình huống để có thể lách ra được. Với chiêu 1 này, ui, thanh niên Elsu bây giờ lại còn đứng nháy đèn nhảy hòm này. Tí tiêm bạn lại nhét vào trong hòm thì thôi hết nháy. Đó, với chiêu 1 này thì trong quá trình farm nhé thì chúng ta đừng ấn 2 chiêu liên tục. Mình thấy là nhiều anh em hay có một cái động tác kiểu ấn nhanh nhé. Là ấn 2 phát chiêu 1 liên tục thì thực sự là không mạnh. Đó, farm quá thì anh em cứ ấn chậm chậm cho mình. Gần hết cái thời gian nội tại chúng ta tái kích hoạt lại chiêu 1 thì nó sẽ là hợp lý hơn. Và Alan bây giờ thì không biết có chiêu cuối hay không. Nếu có thì cũng hơi khó đánh nhé. Mình sẽ đợi. Nó đợi thời gian và chúng ta sẽ vào cấu rỉa sau đó lại rút lui ra. Nó cứ rỉa sau đó lại chạy và bây giờ thì mình vẫn còn băng xương và khả năng cao là chúng ta vẫn có thể outplay được vị tướng Alan. Đó với chiêu cuối của vị tướng Nakroth. Và tiếp đến chiêu 2 của vị tướng Nakroth có tên là nguồn cơn rắc rối. Đúng như cái tên thì cái chiêu thức này nó cũng hơi rắc rối một tí với những em mới chơi. Thì thường thường với những cái vị tướng trong liên quân nếu mà chúng ta lướt hướng nào thì nó sẽ di chuyển theo hướng đấy. Nhưng với Nakroth ở chiêu 2
thì chúng ta lướt nó sẽ ngược lại một tí. Thí dụ anh em muốn tiến lên đằng trước thì chúng ta phải lướt ra đằng sau, hay là chúng ta muốn lướt ra đằng sau thì chúng ta phải dùng chiêu ra đằng trước. Đó, cái chiêu này thì chúng ta tập nó sẽ quen thôi nha. Ngoài ra thì chiêu 2 này có một cái tác dụng nữa, đó chính là có thể giúp cho vị tướng Nakroth cường hóa đánh thường. Đó, một cái lưu ý là sau khi chúng ta dùng chiêu 2 xong thì Nakroth sẽ một cái đòn đánh thường lướt rất là dài. Và anh em có thể tận dụng cái combo này để có thể làm một cái combo cấu rỉa cho vị tướng Nakroth và tạo lên cái thương hiệu Nakroth lối đánh nhấp nhả. Có nghĩa là chúng ta sẽ lao vào, lướt chiêu 2, đánh thường một cái, sau đó chúng ta lại rút lui ra. Và cứ thế liên tục cho đến 4 đến 5 lần thì chắc chắn là đối phương cũng sẽ bị rỉa máu rất là nhanh. Đường trên thì lại có combat rồi và chúng ta sẽ test luôn cho anh em. Đó, lướt chiêu 2, đánh thường và sau đó lại dùng chiêu 1 rút ra. Cái này thì mình đang làm chậm thôi, nếu anh em nào mà đánh quen rồi thì thực sự cái combo này nó sẽ rất là khó chịu. Tại vì vài giai đoạn cuối trận chiêu của vị tướng Nakroth đâu đó nó chỉ rơi vào tầm 3 giây hồi chiêu 2 mà thôi. Cứ lướt ra lướt vào liên tục thì chắc chắn là đối phương không tăng sông mới lạ. Đó, chắc chắn rất là cay cú vì những cái pha lướt của vị tướng Nakroth. Tại vì chúng ta lướt vào chúng ta cấu diểu, do đó chúng ta chạy ngay, gần như là tướng địch sẽ không phản ứng kịp. Trừ khi là tướng địch chơi những cái vị tướng nó mang cái tiên đường khống chế nhiều như kiểu Alistar hay là Arum thì may ra mới tạo lên cái sự khó chịu khi chúng ta chơi vị tướng Nakroth. Cuối cùng chúng ta sẽ đến với chiêu cuối gươm hành quyết của vị tướng Nakroth. Khi chúng ta kích hoạt chiêu thức này thì vị tướng Nakroth sẽ gây sát thương. Ngoài ra trong cái thời gian anh em tung chiêu, vị tướng Nakroth sẽ được miễn thương là cái thứ nhất. Và thứ hai đó chính là vị tướng Nakroth cũng sẽ được thêm khả năng miễn khống chế. Cái chiêu thức này thì mình thấy là nó có hai mặt. Anh em có thể dùng để tấn công cũng được, mà chúng ta dùng để phòng thủ cũng được. Kiểu như là vào giao tranh mà chẳng may chuẩn bị ăn những hiệu khống chế nhẹ anh nha, hoặc thậm chí là đến tầm hơi cứng thôi, chứ không phải là tuyệt đối như là vị tướng Arum Alistar, thì anh em có thể bật chiêu cuối này để khắc lại. Kiểu như là anh em bật xong, nó chẳng may bị đua thuyền đóng băng thì chúng ta vẫn có thể thoát được. Hay là vị tướng Ginder chẳng hạn, choi chúng ta xong chúng ta bật chiêu cuối này, vừa kháng Ginder vừa hất tung phá cái chiêu cuối Vương Quốc Vàng Ginder cũng rất là hiệu quả. Tổng quan qua từ một cái bộ kỹ năng như vậy thì ở đây combo cho vị tướng Nakroth chúng ta rút ra sẽ là, nếu combo cấu rỉa thông thường nha anh em nha, thì chúng ta sẽ là chiêu 1 lao vào, chiêu 2 đánh thường rồi lại dùng chiêu 1 rút ra, hoặc cũng có thể là chiêu 2 lao vào đánh thường rồi hai lần chiêu 1 rút ra. Đó, gần như ở combo hai lần chiêu 1 rút ra nó sẽ là siêu an toàn. Còn combo thông thường nhất cho vị tướng Nakroth sẽ là gì nhỉ? Chiêu 2, chiêu 1, chiêu cuối và sau đó đánh thường rồi lại chiêu 1. Nói chung là khi anh em thấy tướng địch rồi thì chúng ta sẽ dùng chiêu 2 đầu tiên. Đây, ví dụ luôn cho anh em ở cái pha trên này, chiêu 2 này. Đó, chiêu 1 bật chiêu cuối, anh em sau đó đánh thường liên tục. Anh em lưu ý một điểm nha, Nakroth nó không mạnh ở chiêu thức mà Nakroth mạnh ở đánh thường. Đó, thế nên chúng ta đánh thường thật là nhiều thì vị tướng Nakroth mới khỏe. Tại vì trong liên quân thì mình thấy là hình như thôi, nhưng mình không chắc chắn 100% là nó sẽ chia ra hai dạng sát thủ. Thứ nhất là một dạng sát thủ mạnh nhờ chiêu thức và một dạng sát thủ mạnh nhờ đòn đánh thường. Đó, và cũng có khi là có một số sát thủ đặc biệt là mạnh cả chiêu thức cả đánh thường. Thế nên là khi chơi thì chúng ta sẽ tận dụng tối đa những điểm mạnh đấy để phát huy được 100% cái sức mạnh của vị tướng mà chúng ta đang chơi. Ngoài ra ở đây thì mình cũng có một cái mẹo nho nhỏ dành cho anh em khi chơi vị tướng Nakroth để tối đa hóa được những cái lần hất tung của vị tướng Nakroth trong pha giao tranh tổng. Cái combo ở đây đó chính là combo 3 lần hất tung nha. Anh em lưu ý là 3 lần hất tung. Trước khi vào giao tranh thì chúng ta sẽ đánh thường khoảng 4 lần. Đó, để đến cái đòn thứ 5 thì chắc chắn là hất tung rồi. Đó, anh em đánh thường 4 lần xong chúng ta lao chiêu 1 vào. Và chiêu 1 chắc chắn phải trúng nhá. Đó thì nó sẽ có một lần hất tung nữa. Và tổng lại chúng ta đã có 2 lần hất tung. Và sau khi được 2 lần hất tung rồi, anh em lại bật chiêu cuối cho mình. Và chúng ta sẽ có 3 lần hất tung trong một combo. Những combo như vậy thì gần như nó sẽ rất là khỏe. Nó bắt chủ lực hay là bắt những cái vị tướng pháp sư AD rất là dễ dàng. Hoặc thậm chí là trong cái pha solo tay đôi cũng hợp lý nha anh em. Đó, nhưng mà thường thường nếu mà solo tay đôi thì mình nghĩ là chúng ta không lên solo lâu. Cứ solo rỉa một tí rồi lại chạy thì nó sẽ là hiệu quả nhất. Enro bây giờ thấy vị tướng Nakroth chắc là khiếp vía rồi, chạy vội luôn. Nói chung tầm này thì chúng ta đã xanh rồi. Đầu trận thì có lẽ là hơi cục khổ một tí, tại vì những cái pha cướp rừng của mình nó sẽ hơi bị chạch nhịp. Chính xác là chúng ta cứ vào cướp mà team bạn lại phát hiện, và hiệu quả farm và hiệu quả kinh tế nó không được cao. Đó, chứ tầm này khi chúng ta đã farm được ao đồ ao tiền thì chỉ cần đúng một combo thôi là chúng ta có thể hạ được những cái mạng của team bạn rất là dễ dàng. Đó, và về lối trang bị và bảng ngọc cho vị tướng Nakroth trong clip ngày hôm nay thì mình cũng sẽ để dưới màn hình nha anh em. Đó, với lối trang bị ngày hôm nay của mình thì vẫn ưu tiên một lối trang bị truyền thống thôi, với lối trang bị kiếm chiêu hồn, sau đó là thương xuyên phá phối hợp kiếm và thành kiếm. Còn anh em nào mà không thích chơi chí mạng thì chúng ta có thể thay thành kiếm bằng Nanh Ferrit, thì theo cá nhân mình cũng rất là ổn. Và một cái nữa đó chính là trong cái trận đấu nào của anh em mà chúng ta bị cướp bùa nhiều quá, không có bùa xanh và không có mana không hồi chiêu, thì mình nghĩ là chúng ta lên thay cái thương xuyên phá trở thành thương long, thì nó sẽ cung cấp bù lại cái lượng hồi chiêu thiếu hụt dành cho vị tướng Nakroth.
Tại vì cái sức mạnh của vị tướng Nakroth ngoài đòn đánh tay ra những lời mình đã nói thì nó cũng đến từ những cái đòn chính xác là đến từ hồi chiêu. Đó để chúng ta có thể tạo ra được những cái đòn cấu rỉa mạnh nhất và hiệu quả nhất cho vị tướng Nakroth. Còn về mảng phù hiệu ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng là dư ảnh, cường công, ma tính và tiếp tục kết hợp với hồi máu siêu tốc và thợ săn. Hoặc cũng có thể là băng xương và hồi máu siêu tốc nha. Đúng không nhỉ? Hay là băng xương và thợ săn? À chính xác là băng xương và thợ săn. Tùy theo anh em thôi. Đó và về bảng ngọc thì ở đây chúng ta có rất là nhiều lối ngọc. Có thể xuyên giáp cũng được, tỷ lệ chí mạng cũng được. Đó nhưng mà mình hay thường chơi là kết hợp cả xuyên giáp và cả tỷ lệ chí mạng. Cuối cùng là ngọc tím thì chúng ta cứ đúc 10 viên hút máu là được. Tại vì vị tướng này nó cũng rất là cơ động. Và rồi clip của mình về vị tướng Nakroth trong mùa giải S3 2023 thì đây là kết thúc rồi nha anh em. Và nếu nào thấy hay mọi để lại mình một like đăng ký kênh để có thể ủng hộ mình tiếp tục giao khác hơn nha. Là tất cả anh em ở trong video lần sau. Bye bye.